Trai đẹp sáu múi, mặc như đóng khố bán dưa hấu trên đường Sài Gòn hot như tài tử. Vào những ngày cận Tết, ai cũng bận rộn và hối hả đi lo công việc rồi mong sớm về nhà. Đương nhiên là chẳng mấy ai rảnh rỗi để ý xung quanh, nhưng hôm nay bỗng dưng cư dân mạng đổ dồn chú ý vào một bức ảnh do ai đó chụp lại trên vỉa hè đường phố Sài Gòn. Với tâm điểm là anh bán dưa hấu có ngoại hình vô cùng nổi bật. Anh chủ xe dưa này mặc bộ đồ như đi diễn văn nghệ, chỉ có mỗi chiếc khố đong cùng đôi giày vải, còn lại ngực cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn khiến hội chị em phát sốt. Theo những bình luận của cư dân mạng đang sống ở Sài Gòn thì có vẻ như địa điểm trong bức hình trên là khu vực vỉa hè đối diện nhà văn hóa thanh niên thành phố ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1. Hầu như ai đi qua cũng phải ngước nhìn bởi bộ đồ của anh bán dưa quá lạ lắm, cộng thêm body cường tráng trông cứ như trong phim kiếm hiệp bước ra. Không chỉ vậy, diện mạo anh bán dưa cũng vô cùng soái ca, khiến hội chị em đứng ngồi không yên, thi nhau bình luận rằng chỉ muốn đến gặp tận mắt. Mà dưa của anh chàng hot boy này cũng khá rẻ, chỉ 13.000 đồng trên kg, được quảng cáo trên tấm biển là dưa Long An bao đỏ ngọt. Chất lượng từ người bán đến quả được giao bán, xịn quá đi chứ phải không chị em? Có vẻ như anh bán dưa cũng khá thân thiện nên một số thành viên mạng cũng đăng vài khoảnh khắc hot boy kiếm hiệp này vô tư tạo dáng cho người qua đường chụp lại. Chẳng rõ một ngày anh có thể bán được bao nhiêu trái dưa, nhưng riêng ngoại hình này cũng đủ khiến phái đẹp đổ rầm rầm. Chẳng trách các chị em súng vào hỏi địa chỉ chỗ anh bán dưa, có lẽ mục đích đến ngắm anh chủ xe dưa là chính, còn mua dưa về ăn chỉ là cái cớ mà thôi. Một số bình luận khác lại tỏ ra không ủng hộ lắm, cho rằng anh chàng bán dưa cố tình tạo chiêu trò để thu hút khách. Tuy nhiên cũng có một số người cho rằng có thể anh chàng này chỉ là du khách hoặc đang hóa thân thành nhân vật trình diễn nào đó đứng chụp ảnh với xe dưa hấu cho hợp concept. Từ xưa tới nay, ngắm trai đẹp vốn vẫn được biết đến như một sở thích hàng đầu của hội chị em. Và giữa thời buổi hiện đại này, chỉ cần chăm chỉ lướt mạng xã hội là cũng đủ để chúng ta chiêm ngưỡng ngoại hình cực phẩm của các chàng trai rồi. Anh chàng bán hàng ở chợ Nôm gây sốt vì vẻ ngoài điển trai. Vào đầu năm 2020, dân tình đã được một fan nhốn nháo xôn xao trước những tấm ảnh chụp vội của một anh chàng đẹp trai đang đứng bán hàng tại chùa Nôm, Hưng Yên. Vô tình lọt vào ống kính của cư dân mạng và bằng ngoại hình cực phẩm của mình, cậu bạn đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn trẻ. Chỉ vài tấm ảnh chụp lén cũng đủ để chị em ngất ngây trước gương mặt điển trai mà đầy nam tính ấy. Thậm chí, có người còn ví von vẻ đẹp của chàng trai chẳng thua kém gì một nam tài tử trên màn ảnh. Trai đẹp ở Việt Nam đúng là đếm mãi không hết. Người ta nói, ở Việt Nam chẳng thiếu trai xinh gái đẹp, quả là không sai chút nào. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhớ những lần cư dân mạng điên đảo bởi vẻ ngoài điển trai của dàn hot boy đường phố khi vô tình bị chụp trộm rồi chứ. Đó có thể chỉ là một anh chàng đứng bán bánh hay ngồi trên chuyến xe buýt định mệnh cũng đủ làm trái tim chị em rung rinh rồi. Hay xa hơn nữa là tại đất nước Đài Loan cũng không thiếu trai đẹp bán hàng. Từ những cô nàng bán nước mía, bán banh bao, bán thịt lợn hoặc các chàng trai bán nộm, bán tàu phớ đều trở nên nổi tiếng chỉ bởi nhan sắc và thân hình chuẩn không khác gì những người mẫu chuẩn. Nếu nằm trong hội mê trai thì chắc hẳn bạn còn nhớ vào năm 2015 có một chàng trai bán trái cây ở chợ Đài Loan lại một lần nữa khiến cư dân mạng chao đảo. Chàng trai này tên Vương Tường Hồng, 20 tuổi hiện đang bán trái cây ở một khu chợ ở Tường Giang, Đài Bắc, Đài Loan. Anh chàng không chỉ điển trai mà còn sở hữu một thân hình với chiều cao lý tưởng 1,85m và body 6 múi cực chuẩn. Chính bởi lợi thế về ngoại hình của mình mà gian hàng của anh Vương lúc nào cũng đông khách và đặc biệt là phái nữ. Hầu hết họ thừa nhận thích mua hàng của anh vì thu hút bởi ngoại hình của anh chàng. Được biết, trước đây anh Vương từng làm người mẫu bán thời gian cho một công ty ở Đài Loan. Cửa hàng trái cây này là do anh và một người bạn học chung thời tiểu học chung vốn và mở ra đã được nửa năm. Anh Vương cho hay, lý do anh hay cởi trần bán hàng là để tiện cho việc khuân vác và anh không thích bị mồ hôi dính vào áo. Nếu tình cờ bắt gặp một anh chàng đẹp trai trên đường phố, bạn có vội vàng chụp lại vài tấm hình để chia sẻ cho hội chị em cùng ngắm nghía không? Chắc là có chứ nhì, khoa học đã chứng minh, việc chiêm ngưỡng ngoại hình cực phẩm của các chàng trai sẽ khiến phái nữ chúng ta thêm bổ mắt và giảm stress đấy nhé. Vậy thì tội gì mà không ngắm?